Chào quý vị, xin chào nha. Hôm nay cửa hàng có món cực ngon luôn. Đó là những chiếc ổ cắm chưa qua sử dụng, có nghĩa là hàng mới, chưa qua sử dụng, hàng tồn kho bên Nhật, qua đấu giá về cửa hàng. Đó. Cửa hàng báo giá cho anh em giá cực tốt luôn, 350k, bao ship luôn cho anh em lô ổ cắm này, 350k gửi đến tận nơi cho anh em qua Viettel hoặc bưu điện anh em nhé. Bởi vì trong tầm tiền mà 350k anh em mua được ổ 6 lỗ như này thì ngày xưa bán ổ bãi giá còn cao hơn này. Nếu ổ bãi 6 lỗ như này cửa hàng đã bán tầm 400-450. Còn đây là ổ còn chưa qua sử dụng của Nhật anh em. Sức chịu tải đều là 1500W. Ổ Nhật nó cực kỳ xịn luôn, anh em có dùng suốt đời cũng không hỏng. Đặc trưng ổ Nhật vậy. Đây, minh chứng là một cái ổ bãi đây. Cửa hàng dùng rất nhiều những cái ổ bãi, cũng như là bán trong những thời gian vừa qua kia. Đó. Thì những cái ổ hiếm khi nó có công tắc trên như con này. Còn đa phần nó có thì nó chỉ có một cái công tắc. Như con này 6 lỗ và 6 công tắc, anh em thấy nó xịn chưa? Đó. Dài hơn găng tay tầm 35 cm. Đó. Anh em mua đặt hàng, cửa hàng sẽ gói gửi cho anh em tận nơi. Mình nhau đi ở đâu? Dây dài 1,5 m. Một cái dây rất là hợp lý. Bởi vì dài quá thì nó vướng, ngắn quá thì cũng không hay. Ngắn quá thì không sướng. Ổ cắm đèn led màu xanh. Anh em dùng cho các thiết bị hàng bãi chân dẹt nha. Chân dẹt như thế này, chứ không phải chân tròn anh em nha. Điện 220 thì nó là chân tròn, còn bình đồ âm thanh bãi thì nó là chân dẹt. Anh em lưu ý, đấy, cửa hàng báo cho anh em 350.000 một chiếc giá tại cửa hàng. Hộp nó đựng đây, như còn nguyên đai nguyên kiện cho tay anh em luôn. Đây, mỗi cái thì nó có hộp như này. Dùng đồ chơi âm thanh bãi mà không có ổ này thì cũng hơi phí. Nó phải đủ bộ, đủ món anh em ạ. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé. Đủ bộ, đủ món, cứ thế là dùng. Sáu lỗ, đèn led, 1500, đấy, nó ghi trên hộp, dài 1,5 m.